Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Ở bên Trung Quốc này á, những cái quán nhậu hoặc là quán nướng ở ngoài lề đường thì đa số là các món ăn làm từ nội tạng của con bò, nội tạng gà hoặc vịt. Đa số là nội tạng thì bán rất là được giá. Xem thử hào ở quán này người ta nướng nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Dạ. Như vậy xin cho khai khai hả? Mình cũng bọc cô chú ăn hào. Tuy là mời ông bà cô chú ăn hào. Anh sẽ nói đó cả nhà. Thì mời cả nhà mình nha. Như xin khai khai. Ta là chú ta. Mỉ nát hơi xì xẻo. Ăn nước hào nó ngọt. Em mời cả nhà mình nha. Cái bánh nhân này bằng gì? Bánh nhân gọi là bằng mặt hoa à? Này là mì xào nha bà cô chú. Giờ xong xay in ca dư thính họ rồi. Em mời cả nhà mình ăn chung với lại vợ chồng em nha. Mì đúng rồi. Tự biết tiếng Việt. Mì phở mấy cái này thì anh sẽ nhớ cả nhà. Hồi xưa hả? Anh sẽ kêu ngon. Tại vì trong bát mì này người ta làm có cải chua nè với lại là thịt bò. Xong rồi cái sợi này giống như là trong cái mì Việt Nam mình mà trong hoành thánh người ta hay bỏ thêm cái sợi mì này mà màu vàng hay sao đó nha. Đó nhưng mà cái này màu vàng nhạt nha. Người ăn khẩu vị nó cũng giống vậy. Chuy hậu xưa là nữ rồi nha. Anh sẽ kêu là đó giờ ăn là đây là tô mì. Mì thịt bò ngon nhất hồi đó giờ ăn ở bên Trung Quốc á. Hồi về quán này nó ngon dữ vậy hả? Ấy tăng sư hứa tị là chủ Phan Trân hồi xưa ha. Nhưng mà công nhận Hà Bắc á nấu ăn ngon nha cả nhà. Nếu mà mọi người đến Hà Bắc du lịch á là em Việt á, đồ ăn ở đây khá là ngon. Bữa giờ tụi em ăn thì lung tung các món luôn mà nhiều món lắm nhưng mà nó lại ngon. Đa số là chúng món nào cũng ngon hết trơn á. A sẽ nói là ngon cho nên là em cũng muốn thử xem thử là như thế nào A sẽ cho ngon. Thì em chỉ gắp một miếng cải chua. Có hộp chưa à? Ừ, cái cải chua nó chua chua. Nhưng mà cái nước này không phải như mấy quán khác mà nó thanh đạm không có vị. Còn cái này là nước của nó ngọt nha cả nhà. Em thử thêm một miếng thịt bò chung với lại bún nha. Mời cả nhà mình. Sợi mì mềm, thịt bò cũng mềm mà rất là thơm. Hình như thịt bò là đã hành gia vị sẵn trong đó. Không hào xưa nè. Hào xưa. Hào xưa rồi. Hào xưa. Còn đây là cái bánh mà rù cha pịn là một cái loại bánh mà kiểu như là làm bằng bột ở bên ngoài. Cái lớp vỏ bánh này hôm nào em sẽ quay video hướng dẫn cả nhà mình làm nha. Xong bên trong thì mình sẽ nhồi thêm thịt ớt con này kia. Nhưng mà cái món bánh này bên đây thì người ta bán cho người dân người ta ăn á, gọi như là một món ăn sáng hoặc là ăn trưa gì đó. Một cái bánh rất là đơn giản nhưng mà mình có thể ăn no. Em tính là em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình làm cái món này. Nếu như ở Việt Nam mình cả nhà muốn tự làm để ăn thì cũng rất là dễ nha. Này, mời cả nhà mình ăn nha. Có thể thấy là mấy ngày nay em quay đồ ăn ở tỉnh Hà Bắc thì cả nhà mình thấy là mấy cái phần ăn như vậy thì bán giá không có đắt nhưng mà thịt với lại rau này kia trong cái phần ăn rất là nhiều. Giống như cái bát bún này là 14 tệ là tính qua là chưa tới 50.000 tiền Việt mình. Nhưng mà bên trong thì nhiều bún và nhiều thịt bò với lại là có cải chua rồi rau rất là nhiều. Cái bánh này là 8 tệ nha cả nhà. Đó,
cái 8 tệ, nhưng mà tính qua tiền Việt mình là 26 ngàn, mà bên trong nó thịt đồ này kia rất là nhiều. Cái mặt bằng chung á thì em nghĩ là em đi Hà Bắc với Hà Nam rồi và em thấy đồ ăn ở mấy tỉnh này rất là rẻ, kiểu như là giá cả rẻ, và thứ hai là ở bên trong có rất là nhiều thịt, kêu cái món gì ra cũng có nhiều thịt lắm. Còn ở thành phố Bàn Cảm, cái mức sống ở ngay chỗ em á nha, tuy là nó lạnh và ít người nhưng mà đồ ăn á thì giá rất là kiểu như rất là cao. Ví dụ như một phần thịt bò mà chỉ một phần bún mà thịt bò là 10 tệ đến 15 tệ thì chỉ có mấy lát thịt á, 2-3 lát thịt mỏng dán luôn, cắt mỏng như lá lúa luôn. Cho nên là em nghĩ là mặt bằng ở đây đồ này kia là kể cả thành phố luôn nha, em đi tỉnh Hà Nam với là Hà Bắc á thì thành phố em thấy là đồ ăn đồ này kia cũng rất là nhiều thịt, nó vẫn rẻ hơn là ngay chỗ em. Cho nên em thấy đời sống ở đây có thể là chi tiêu mức sống rồi này kia nó cũng thấp hơn, kiểu như đỡ tốn tiền hơn á cả nhà, làm ra tiền có thể tiết kiệm được hơn, bỏ ra số tiền rất ít nhưng mà được có thể ăn được một bát mì có thịt đồ này kia. Còn ở chỗ em là bát mì không có thịt đó, kiểu vậy á. Ở bên này á, thời tiết mà bên ngoài lạnh, bên trong nhà người ta cũng bị vách tường như vậy nè, kiểu như là nó bị âm lạnh ngược vào bên trong và nước thì chảy ròng ròng luôn. Và lúc này thì ngoài trời đang có nắng nhưng mà mình ngồi ở trong quán thì nó còn lạnh hơn ở bên ngoài trời nữa cả nhà. Nhưng mà những cái khu vực mà bị âm tường như vậy thì nó lại kiểu cảm giác là nhà nó dơ á, tại vì lúc nào cũng sẽ bị nước chảy ròng ròng từ trên vách tường xuống, có đâu khi thì còn bị rất là dơ ở dưới nền nhà nữa. Nước. Vé tàu lửa hôm nay tụi em về là cũng 4:30 thì lên tàu, đi khoảng 1.200 đến 1.300 km, là mất 4 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu cao tốc. Vé tàu là mất 900 ngàn cho một người. Tàu cao tốc thì có thể chạy được 300 km trên 1 giờ. Đây là tàu cao tốc chạy nhanh nhất hiện tại. Nhiệt độ thời tiết hôm nay đã lên được 7 đến 8 độ và tầm khoảng 3 đến 4 hôm nữa thì sẽ có một trận lạnh cuối cùng nữa. Trận lạnh này thì sẽ âm xuống 15, 17 độ luôn. Nhưng mà qua trận lạnh này rồi thì cây cối sẽ bắt đầu nảy mầm và mình chính thức bước vào mùa xuân. Ở tỉnh Hà Bắc thì cũng đỡ lạnh hơn chỗ em sớm hơn một tháng, nên là tính ra thì đầu tháng 3 ở tỉnh Hà Bắc đã bắt đầu có cây lúa mì nảy mầm rồi. Và ở mấy cái tỉnh này thì người dân người ta ăn mì rất là nhiều. Có người trồng để bán nhưng mà có người thì tự làm lúa mì để mà ăn. Cho nên là dọc đường đi mình thấy đa số toàn là cây lúa mì. Ở Trung Quốc, nông thôn hoặc là thành phố khi mà quy hoạch thì chính phủ sẽ quy hoạch theo từng nhóm. Giống như là cái thôn đó người dân ở hết chung lại một chỗ và xung quanh thì toàn là đất trống, chứ không có giống như ở Việt Nam mình, đất nhà ai thì người đó xây. Cho nên là mỗi một miếng đất thì sẽ có một căn nhà như Việt Nam mình. Còn ở bên đây thì nguyên một cái thôn nhà sẽ ở san sát nhau và đất trồng thì sẽ phân riêng ra như vậy nè. Bây giờ cả nhà em về tới nhà rồi nha. Về chồng. Ba chồng. Ba ba sâu cha, sâu nó rồi. Ma. Quay lại là. Về tới nhà rồi nha cả nhà. Nhị ba thiên nhiên rung nhiên rồi. Đâu rồi, hồi lại, hồi lại, đâu rồi, hồi lại. Tôi nói, tôi chậm. Tha quân hả? Mẹ chồng em mới nấu cho tụi em 4 con vịt nha. Ở sáng giờ mẹ hầm ma cơm sợ ma thiếu leo rồi chủ nè. Mẹ bỏ hình như mấy cái gia vị giống như là gia vị thuốc bắc rồi sao cả nhà. Nhìn màu nó tối thui rồi ha. Nhưng mà mẹ nấu một lần 4 con luôn. Lát nữa em ăn thử xem thế nào nha. Bây giờ thì chưa tới giờ ăn cơm. Nóng họ xưa mà ha. Xiang. Ừ, xiang. Họ y hồi sư phan xưa. Hãy chào nè, căng liền điện nè. Ừ, họ nè. Nay chị em về là mẹ hầm 4 con vịt nha cả nhà, nhưng mà vịt rất là nhỏ luôn. Em quay cả nhà mình xem nha. Mẹ hầm 4 con. Ấy á. Hầm rất là rục rồi nha cả nhà. Em vừa cầm lên là rớt cái đùi ra. Wow. Lấy cho bên.
现在来推啊，给啊，先给爸爸一个推。不是，你要吃哪个？我们要。沉吧，挺好，肥呢。来给妈一个推。对对，整干净的啤酒包子都。还有一个碗。这里也有腿，对，没有他在那掰了，这是上冰的腿，都好好。哎呦，蘸酱，蘸点蒜酱。哇，妈炖很烂了，辣不过来，肯定好吃，味太多了。感觉的啥都没都都都。赶紧我这我八遍，我这我啊，是我你爸整好几遍，我整好几遍，装一个，整的干净。张一个，来张一个，来，哎，哇，还有嘛，跟羊肉啊，特别呢，这鸭腿吧，鸭腿，鸭腿，蘸点蒜，加一个吧哈，没没鸭味不好吃。好了，这就我包个皮儿，哎，买个羊肉呢，干净辣乎的。很香，那会儿好吃。Ở bên Trung Quốc bây giờ phần lớn người dân người ta tự không có ăn gà là do gà nuôi á thì rất là ngắn ngày, chỉ tầm khoảng 40 ngày là người ta đã bắt bán. Mà gà thì kiểu như là một đời của con gà luôn, đi chưa tới 10 mét ăn xong rồi nằm đó ngủ, mà người ta bỏ cái thuốc này kia tăng trưởng hay kích thích gì đó cho con gà nó phát triển nhanh á, bỏ vô trong thức ăn cho con gà nó mau lớn. Cho nên á là người dân người ta rất là rành, người ta hiểu, thành ra người ta rất là ít khi nào mà ăn gà. Lúc trước á thì anh trưởng thôn đã từng có một cái thời gian nuôi gà công nghiệp như vậy để mà bán, cho nên á là a sải cũng rất là hiểu rõ cái vấn đề này. Với lại á là người trong thôn hoặc là phần lớn người Trung Quốc bây giờ em thấy người ta cũng không có ăn. Tại vì như anh bạn bán vịt của A Sải đó, bán vịt bán gà, bây giờ là bán một ngày không được bao nhiêu con hết trơn. Nên là khách tới nhà mà mình đãi tiệc mà mình nấu gà ra là mặc dù là nhiều khi là gà nuôi luôn, nhưng mà người ta cũng không muốn ăn luôn. Cảm ơn.我告诉你啊，飞禽的东西，它的骨头都薄，都相当的那玩意儿。家家养完的骨头都厚，对，这它能飞，它轻巧。嗯，是吗？你看，你这个讲不对了。这我研究出来的。你讲一个太逗人了。哈哈哈哈哈！你看我翻译来越南了，变成西游里坏了。家养的骨长得厚，它沉，飞不动，飞不来。哎呦，我只插着插着，还有这个道理呀、啊！我讲的确实有道理。哎呦，有道理！我怕这人，你看没准学坏的。这是研究出来的，有道理。就是自己研究来的。对对，没有别人养自己的鸡也可以飞。可以飞，可以飞，飞不远哈。它飞两步就完了，它累啊，它沉，就胖的就飞不了的。对，它骨头沉啊，啥挺胖啊。Bốn con vịt hôm nay nhà em ăn á là không phải mua đâu cả nhà, mà là được bạn của ba cho. Không biết là ở đâu mà bạn của ba có, nhưng mà cái này không phải là vịt nuôi, ăn cái thịt của nó rất là thơm. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.